Trọng sinh chi tối cường kiếm thần chương 3489, sự khủng bố của nghề nghiệp hệ ma pháp 2. Bởi vì hộ vệ trực thuộc loại hình cận chiến, tối đa cũng chỉ là một người diệt một thành, nhưng hộ vệ trực thuộc hệ ma pháp lại là một người hủy một quốc gia. Thạch Phong nói xong, Anna đã sớm ngâm sướng ma pháp lại dơ lên quyền trượng trong tay. Đột nhiên nước lũ ma pháp khủng bố tụ tập rồi Anna, động tĩnh lần này là lớn hơn cả lần trước. Chỉ thấy xung quanh Anna hình thành hơn trăm ma pháp trận, trực tiếp chiếu sáng cả bầu trời tăm tối mà những ma pháp trận này phun ra từng sợi xích sáng tối luân phiên giống như là nước mưa trút xuống siêu ma pháp bậc ba quan ám tỏa liên những quan ám tỏa liên này mỗi một sợi đều có uy lực không thua gì bậc ba đỉnh phong hơn nữa những sợi xích này đều nằm dưới sự khống chế của anna không phải là vật chết mà đều là vật sống đạn pháo và cột sáng ma đạo bay tới trực tiếp bị những sợi xích này bắt lại phát nổ trong không trung mỗi một viên đạn pháo hoặc là cột sáng bay đến trước người lôi ưng đều dừng lại đùa à mọi người thấy một màn này tất cả đều ngây đơ đám người cầm âm và long du thiên hạ ở trên lôi ưng cũng rung động không thôi không ngờ một npc hộ vệ lại có thể mạnh tới mức như vậy mấy chục chiếc tàu thuyền của tinh hoàng không ngờ hoàn toàn không có sức ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tiếp cận phong bạo vương xà ngay khi mọi người nhìn anna cản trở từng đợt công kích của tàu thuyền bên tinh hoàng lôi ưng cũng bay đến cách phong bạo vương xà không đến 100 mét. Lúc này điểm sinh mệnh của phong bạo vương xà đã giảm đến 5%, không ngừng điên cuồng dãy dụa, nhưng lần này thế lực tới thảo phạt quá nhiều. Cho dù phong bạo vương xà đã phá hủy được mấy ngàn tàu thuyền, nhưng vẫn còn mấy ngàn tàu thuyền nữa đang điên cuồng công kích, ai nấy đều vô cùng điên cuồng, hoàn toàn hoàn toàn lợi hại. Đi tới cạnh phong bạo vương xà, Thạch Phong cũng không nói hai lời bảo Anna tiến hành công kích, lập tức từ trong ba lô lấy ra một quyển trục ma pháp bậc bốn hàng băng quân chủ rơi ra quyển trục ma pháp này là quyển trục ma pháp công kích đơn thể thích hợp để đối phó bót nhất theo điểm sinh mệnh của phong bạo vương xà càng lúc càng thấp sắp tới giới hạn thạch phong cũng mở ra quyển trục ma pháp ma lực xung quanh cũng trở nên cuồng bạo nhiệt độ lại bắt đầu cấp tốc giảm xuống ma pháp bậc bốn cực hàng thiên hàng ngay tức khắc trên bầu trời đánh xuống vô số vụn băng trực tiếp nện lên trên người phong bạo vương xà, trong nháy mắt đã hoàn toàn đóng băng phong bạo vương xà, một giây sau, khối băng vỡ vụn, trên đầu phong bạo vương xà cũng bắn ra hơn một ngàn vạn điểm thương tổn, thương tổn khủng bố tới mức, cho dù là thạch phong cũng sững sờ. Mà sau một kích này, điểm sinh mệnh của phong bạo vương xà cũng triệt để về không, trực tiếp nằm xuống, khiến mặt biển dâng lên sóng biển cao hai ba mươi mét. Phong bạo vương xà vừa chết, cục kinh nghiệm của thạch phong cũng bắt đầu tăng vọt là thành viên đoàn đội cuối cùng kích sát bót, có thể một mình độc hưởng gần nửa điểm kinh nghiệm của phong bạo vương xà. Điểm kinh nghiệm này đúng là nhiều thật, cuối cùng cũng không lãng phí vô ích một quyển trục bậc bốn. Thạch Phong nhìn cuộc kinh nghiệm tăng lên từng đoạn, cảm thấy rất hài lòng. Trước mắt cấp bậc của hắn đã đạt tới 90, muốn lên một cấp, điểm kinh nghiệm cần chính là vô cùng nhiều, cho dù để hắn bình thường đi thăng cấp, không có 4 năm ngày thì đừng hồng thăng được một cấp. Có điều phong bạo vương xà lại khác. Phong bạo vương xà chính là hải thú cấp vương, điểm kinh nghiệm của hải thú vốn đã nhiều hơn quái vật phổ thông, lại là hải thú cấp vương, điểm kinh nghiệm cho còn nhiều hơn cả bóc thế giới. Vốn những điểm kinh nghiệm này chia đều cho người chơi của một hai hạm đội cũng đều có thể tăng không ít điểm kinh nghiệm, hiện tại non nửa đều bị thạch phong độc chiếm, điểm kinh nghiệm tăng lên là không cần nghĩ cũng biết. Cơ hồ không đến một giây, cấp bậc của thạch phong đã từ 90 lên tới 91, sau đó qua hai giây lại từ 91 lên tới 92, một mực lên tới 93 mới chậm rãi dừng lại. Cuối cùng dừng lại ở 24% cấp 93, điểm kinh nghiệm nhiều tới vượt xa dự đoán của Thạch Phong. Mà sau khi Phong Bạo Vương xà tử vong, các thế lực lớn trên hải vực cũng đều điên cuồng. Ai nấy đều lao thẳng tới chỗ thi thể của phong bạo vương xà. Nhanh lên. Cướp đồ rơi ra. Lúc này tất cả mọi người đều đỏ mắt rồi. Đồ rơi ra của hải thú cấp vương truyền kỳ đối với bất kỳ một ai hiện tại mà nói, đó đều là sức dụ hoặc không thể tưởng tượng được, cho dù là cao tầng của các thế lực siêu cấp cũng không thể kháng cự. Trong nhất thời lại thấy mấy ngàn chiếc tàu thuyền điên cuồng bùa về phía phong bạo vương xà. Chỉ thấy sau khi phong bạo vương xà chết, thi thể của phong bạo vương xà bắt đầu chậm chạp tiêu tán, theo không ngừng tiêu tán, cũng bay ra từng quan cầu, những quan cầu này chính là đồ rơi ra của phong bạo vương xà. Có điều những quan cầu này không như bóp bình thường, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, mà là bay ra bốn phương tám hướng, căn bản không cho người chơi cơ hội nhảy vào trong núi báo mà nhặt đồ. Hơn nữa những quan cầu này đều bồng bềnh trên mặt nước, mỗi kiện vật phẩm cách nhau vô cùng xa, người chơi muốn bơi tới cũng cần không ít thời gian. Số lượng vật phẩm phong bạo vương xà rơi ra rất nhiều, có khoảng hơn 300 kiện, trực tiếp trải rộng phạm vi bán kính 200 m quanh phong bạo vương xà, hình thành một hải vực, vô cùng xa hoa. Chỉ là lúc này không ai rảnh mà đi thưởng thức hải vực ánh sáng này, ai nấy đều hai mắt đỏ rực sông tới, rất sợ chậm hơn người khác một bước. Mà các thế lực siêu cấp dường như cũng đã sớm thương lượng trước, nhau nhau liên thủ bắt đầu thanh trường, căn bản không cho người ngoài tiếp cận phiến hải vực ánh sáng này nửa bước. Không cho chúng ta có được bảo vật, các ngươi cũng đừng hòng. Các đoàn mạo hiểm nhìn ra mục đích của các thế lực siêu cấp, cũng không vội trực tiếp tiến hành các loại công kích phạm vi lớn đối với hải vực ánh sáng, căn bản không cho tàu thuyền và người tiếp cận, đồng thời triển khai thế công với các thế lực siêu cấp, phái cano cấp tốc tiếp cận hải vực ánh sáng. Các đoàn mạo hiểm đơn lẻ là kém xa thế lực siêu cấp, nhưng được cái số lượng lại rất nhiều, ở trên hải vực cũng có thể ngang vai ngang vế với thế lực siêu cấp. Trong nhất thời cả hải vực lửa đạn ngút trời, nhất là hải vực ánh sáng chỗ phong bạo vương xà, hoàn toàn bị lửa đạn bao phủ, ngay cả một con mũi đều đừng hồng đi vào, ai vào là người đó chết một số thế lực siêu cấp tự nhận phòng ngự không kém phái cano cấp huyền thiết xông vào muốn cố gắng đoạt bảo kết quả là thuyền hủy người vong hội trưởng giờ phải làm sao đây thanh trúc nhìn mà rất sốt ruột rõ ràng bọn họ cách bót gần nhất nhưng vẫn còn chưa kịp nhặt bảo một đợt lửa đạn đã bắn tới độ dày đặc của lửa đạn là lợi hại hơn khi tinh hoàng đối phó bọn họ khiến bọn họ chỉ có thể rời xa hiện giờ toàn bộ khu bảo vật không chỉ là ở dưới công kích lửa đạn của các đoàn mạo hiểm ngay cả các thế lực siêu cấp cũng tiến hành các loại công kích đối với khu bảo vật toàn bộ khu bảo vật giống như là trời mưa vậy căn bản không thể tiếp cận nửa phần hơn nữa hiện tại ai dám tiếp cận khu bảo vật đó chính là đối nghịch với tất cả mọi người sẽ bị tất cả mọi người cùng công kích lúc này cho dù là các thế lực siêu cấp cũng không dám đặt chân vào khu bảo vật chỉ có thể dằn co với các đoàn mạo hiểm nghĩ biện pháp khác dẫu sao dưới sự công kích lửa đạn đầy đặc thế này cho dù là thuyền buồn cấp thanh đồng cũng không chống đỡ được Các ngươi ở đây chờ, ta đi thử một lần Thạch Phong nghĩ nghĩ một chút nói Các đoàn mạo hiểm và các thế lực siêu cấp đều nhìn chầm chầm đồ rơi ra Theo thời gian càng dài, chỉ sợ cũng cá nhân là rất khó cướp được Khả năng lớn nhất chính là các đoàn mạo hiểm và các thế lực siêu cấp ngồi xuống hòa đàm Bằng không chính là các thế lực siêu cấp lấy ra ác chủ bài, tiến hành cường hành thanh trường. Như vậy bất kể là loại nào, hắn đều vô duyên với đồ rơi ra của phong bạo vương xà biện pháp duy nhất chính là cướp đồ rơi ra trong lửa đạn dày đặc ngoài ra thì không có biện pháp khác nói xong thạch phong mở ra tật phong lĩnh vực của thất diệu chi giới trực tiếp bay về phía khu bảo vật so sánh với lôi ưng hình thể to lớn cá nhân thạch phong là nhỏ hơn nhiều độ khó muốn đánh trúng cũng lớn hơn nhiều một điểm quan trọng nhất là lôi ưng quá vụng về không giống thạch phong khống chế đối với thân thể đã tinh tế nhập vi hơn nữa với tốc độ phản ứng đã tiếp cận với nghề nghiệp bậc ba của Thạch Phong, muốn vòng qua pháo đạn cũng không phải việc khó. Hắc viêm đang tiếp cận khu bảo vật. Tiêu diệt hắn. Bảo vật trong khu bảo vật là của chúng ta. Ngay khi các đoàn mạo hiểm và các thế lực siêu cấp đang giằng co, mọi người cũng ngay lập tức phát hiện Thạch Phong muốn đoạt bảo. Đối với Thạch Phong dám đoạt bảo vào lúc này, mọi người chính là không hề có lòng thương hại, trực tiếp liên thủ với nhau tiến hành toàn lực công kích Thạch Phong không chỉ là đạn pháo, ngay cả cột sáng ma đạo cũng hạ xuống, bao phủ toàn bộ khu bảo vật. Có thể nói các thế lực lớn khi đối với phong bạo vương xà cũng không ác như vậy. Hắc viêm này thực sự cho rằng dựa vào lực lượng cá nhân thì có thể đoạt bảo à. Vũ nghiệp nhìn thạch phong bị các thế lực lớn nhằm vào, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý. Lần này thảo phạt phong bạo vương xà nói là mỗi người đều có cơ hội, kỳ thật kết quả cuối cùng vẫn phải dựa vào thế lực của ai lớn, như vậy mới có thể chia được nhiều bảo vật nhất. Đây cũng là vì sao ổ lão dám nói có thể chia cho Thạch Phong một danh ngạch tứ thần chi tháp. Mắt thấy Thạch Phong gian nan né tránh công kích của các thế lực lớn, cách khu bảo vật là càng lúc càng gần, mật độ lửa đạn công kích khu bảo vật cũng càng lúc càng lớn, thậm chí một số thế lực siêu cấp cũng không tiếc sử dụng ma đạo mạch xung pháo sơ cấp, thực sự còn tâm ngoan thủ lạc hơn lúc đối phó phong bạo vương xà. Ma đạo mạch xung pháo sơ cấp không chỉ uy lực to lớn, bán kính bao phủ cũng tới 200 mét, cho dù là Anna cũng chỉ sử dụng ma pháp phòng ngự quan ám chi trụ mới có thể ngăn cản, nhưng cũng không cản được mấy phát. Ác thế! Thạch Phong cũng hơi liếu lưỡi. Ma đạo mạch xung pháo sơ cấp chính là vũ khí chiến tranh chân chính, chỉ là lắp trên tường thành cũng đã rất phiền, muốn lắp đặt trên tàu thuyền là đã khó càng thêm khó, không có 7-8 vạn kim tệ căn bản là không làm được, hơn nữa đã lắp lên thì không tháo xuống được, nói cách khác tàu thuyền mà hỏng, Chỗ tiền này cũng là giỏ trúc mút nước. Mắt thấy ma đạo mạch xung pháo hạ xuống, Thạch Phong cũng cắn răng dùng ra lĩnh vực tuyệt đối, có thể miễn dịch tất cả thương tổn kéo dài 10 giây. Có điều miễn dịch thì miễn dịch, trùng kích khi chịu thương tổn là không thể thiếu được. Chỉ một kích, Thạch Phong suýt chút nữa đã rơi xuống biển. Cũng may thời gian cung đao của ma đạo mạch xung pháo sơ cấp không ngắn, cho dù mấy thế lực siêu cấp đều có ma đạo mạch xung pháo, muốn ngăn cản Thạch Phong cũng là không thể. Lập tức Thạch Phong xông vào khu bảo vật. Đối mặt với khu bảo vật lửa đạn dày đặc, thuộc tính cơ bản của Thạch Phong rất cao, cho dù bị lửa đạn trùng kích, ảnh hưởng cũng không lớn, có điều lửa đạn quá dày đặc, toàn bộ hải vực chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút quang ảnh, bảo vật cụ thể là bộ dạng gì thì không nhìn rõ. Thạch Phong chỉ có thể căn cứ vào cự ly xa gần và trình độ nồng đậm của ma lực để mau chóng nhặt quang cầu. 1 2 3 theo quan cầu thạch phong nhặt ở khu bảo vật càng lúc càng nhiều, các thế lực lớn cũng giống như phát điên, càng lúc càng điên cuồng, từng ma đạo mạch xung pháo hạ xuống. Chết! Giết hắn cho ta! Bảo vật là của ta! Lục tinh la nhìn mà đỏ mắt. Mặc dù cự ly xa, có điều quan cầu rất chói mắt, chỉ cần biến mất là có thể nhìn thấy, lúc này thạch phong đã nhặt được khoảng 17 kiện bảo vật. Số lượng này sợ rằng là còn nhiều hơn tinh hoàng bọn họ cuối cùng được chia đến, một điểm quan trọng nhất là Thạch Phong có thể tự mình đi lựa chọn. Mà bọn họ chỉ có thể căn cứ vào giá trị của bảo vật để quyết định số lượng có được. Có điều bất kể lục tinh la có gào thét thế nào, Thạch Phong cũng không bị ảnh hưởng, điên cuồng nhặt đồ rơi ra trên mặt biển. Mắt thấy thời gian vô địch còn lại không đến một giây, Thạch Phong hơi thở dài, từ trong ba lô lấy ra quyển trục thuấn di bậc một, trong nháy mắt rời khỏi khu bảo vật. Theo Thạch Phong rời khỏi khu bảo vật, Lúc này các thế lực lớn vốn đang điên cuồng cũng càng điên cuồng hơn. Không đến 10 giây ngắn ngủi, quan cầu biến mất trên mặt biển đã lên tới 26 kiện, phải biết rằng phong bạo vương xà tổng cộng mới rơi ra hơn 300 kiện vật phẩm, mỗi thế lực một kiện cũng có thể nói là không đủ chia, hiện tại lại bị Thạch Phong một hơi đoạt lấy một phần mười mấy. Tức nhất là Thạch Phong căn bản không trả giá gì, mà các thế lực lớn lại có rất nhiều tàu thuyền bị hủy, thậm chí ngay cả ca nô cấp thanh đồng cũng tổn thất rất nhiều sự bất bình hành cường liệt khiến các thế lực lớn hận thạch phong tới thấu xương tiêu diệt hắn nhất định phải tiêu diệt hắn lúc này một số thế lực siêu cấp đã đỏ mắt cũng không quan tâm tới khu bảo vật trực tiếp chuẩn bị sử dụng ma đạo mạch xung pháo tới chỗ thạch phong thuấn di ra mà đoàn mạo hiểm cũng cảm thấy đây là một cơ hội bảo vật tập trung ở một khu vực rất dễ được thế lực siêu cấp bảo hộ nhưng nếu bảo vật phân tán ở hai nơi cho dù là thế lực siêu cấp cũng hữu tâm vô lực có thể cho những đoàn mạo hiểm lợi dụng sơ hở. Ngay tức khắc từng đoàn mạo hiểm đều lấy ra ác chủ bài của mình. Tỏa không quyển trục bậc 4. Truy hồn quyển trục bậc 4. Thiên hậu lôi vân bậc 4. Phàm là đoàn mạo hiểm có thể lan lộn trên long tâm đảo, nội tình đều không phải đoàn mạo hiểm bình thường có thể sánh bằng, nhất là 10 đoàn mạo hiểm lớn của long tâm đảo, yếu nhất cũng có nội tình chuẩn thế lực siêu cấp, có lẽ không lấy ra được vũ khí chiến tranh quy mô lớn như ma đạo mạch xung pháo sơ cấp. Có điều muốn lấy ra quyển trục ma pháp bậc 4 muốn xuất ra người chơi thì lại không phải việc khó. Tỏa không quyển trục có thể phong tỏa một khu vực, khiến người chơi không thể tiến hành truyền tống, nói cách khác không thể sử dụng quyển trục trở về thành để rời khỏi, truy hồn quyển trục có thể tỏa định người chơi, trong thời gian nhất định người chơi muốn chạy cũng không thoát, thiên hậu lôi vân lại là kết giới ma pháp cường đại khiến người ta không thể rời khỏi từ bên trong. Ba quyển trục ma pháp đều là bậc bốn, đối với người chơi hiện tại mà nói, muốn phá giải căn bản chính là chuyện không thể. Những người này đúng là điên rồi. Long du thiên hạ nhìn bầu trời hoàn toàn bị phong tỏa và tấm chắn ma pháp hình thành, sắc mặt xanh mét. Đối phó với chúng ta có cần phải như vậy không? Quyển trục ma pháp bậc bốn chính là vô cùng quý giá, tuy mỗi một quyển không bằng được một kiện vật phẩm cấp sử thi, nhưng cũng bằng một nửa, nhưng hiện tại liên tục dùng ra ba quyển trục ma pháp bậc 4. Lần này bọn họ đúng là có chạy đằng trời. Không thể sử dụng quyển trục trở về thành, toàn bộ khu vực lại bị kết giới ma pháp bao phủ, khí tức linh hồn bị tỏa định, muốn trốn cũng không có chỗ để trốn. Tiểu tử này đúng là lợi hại, một hơi đoạt được 26 kiện bảo vật, cho dù thập Tam Vương Đình chúng ta đến lúc đó cũng chưa chắc đã có thể được chia nhiều như vậy. Bên cạnh ổ lão Nam tử trên mặt bao phủ sương đen nhìn thấy một màn này, không chỉ hơi cảm khái. Đáng tiếc đây chung quy cũng là đánh cờ giữa các thế lực siêu cấp, muốn đoạt thức ăn trước miệng hổ nào có dễ dàng như vậy. Lúc này cho dù những đoàn mạo hiểm đó không làm như vậy, những thế lực siêu cấp bọn họ cũng sẽ làm, một hơi cướp đi nhiều bảo vật như vậy, hơn nữa còn là bảo vật Thạch Phong tự mình lựa chọn, cho dù từ trong những bảo vật này không cướp được thứ tốt nhất, ít nhất thì bảo vật lấy được cũng sẽ không kém. Dẫu sao những thứ này dựa vào ma lực là có thể tiến hành phán đoán đại khái. Có thể nói Thạch Phong làm như vậy, ít nhất cũng có thể lấy đi một phần mười tổng giá trị của những bảo vật này, sao có thể để đám người Thạch Phong sống sót rời khỏi. Không tự hiểu lấy mình, chỉ là tự tìm chết mà thôi. Nữ tử trên mặt phủ sương đen ở bên cạnh lãnh đạm nói. Lần này trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nếu lúc ấy hắn không mạnh miệng, ít nhất cũng có được danh ngạch tứ thần chi tháp, mà hiện tại hắn lại đừng hồng có được gì, quả thực quá ngu xuẩn. Đối với thái độ lúc trước của Thạch Phong, nàng chính là rất bất mãn. Thập Tam Vương Đình bọn họ chính là công hội siêu cấp chân chính, tồn tại trong giới trò chơi ảo gần trăm năm, hơn nửa hơn nửa một phương ở Đông Đại Lục, không biết bao nhiêu thế lực muốn tạo dựng quan hệ với Thập Tam Vương Đình bọn họ, mà Thạch Phong lại không thức thời. Hiện tại nhìn thấy Thạch Phong lâm vào tuyệt cảnh, trong lòng nàng chính là rất thoải mái. Thiên hậu lôi vân bậc 4 cho dù là quái vật truyền kỳ bậc 4 cũng đừng tùy tiện phá được, ở trong không gian nhỏ hẹp này đối mặt với lửa giận của các thế lực lớn, cho dù có mấy vô địch cũng không đủ dùng. Hắc viêm hội trưởng, giờ thì khó rồi, có thiên hậu lôi vân phong tỏa, chúng ta căn bản không thể rời khỏi khu vực này nửa bước, hiện tại hoàn toàn đã thành bia ngắm sống của các thế lực lớn. Cầm âm nhìn ma pháp trận đã hoàn toàn triển khai, vẻ mặt ngưng trọng nói. Hiện giờ bị mấy ngàn chiếc tàu thuyền tỏa định, cho dù là Anna cũng tuyệt đối không cản được, mà có linh hồn tỏa định, cho dù bọn họ trốn vào trong biển cũng vô dụng. Những thế lực này chuẩn bị đúng là toàn diện thật. Thạch Phong nhìn lướt qua tấm trắng ma pháp xung quanh, lắc đầu bật cười. Hắc viêm đại ca, đã là lúc này rồi, ngươi còn có tâm tình mà cười à. Thanh Trúc nhìn Thạch Phong mặt mày tươi cười, có chút sốt ruột nói. Vất vả lắm mới cướp được bảo vật, hiện tại bảo vật còn chưa nguội, lại đã sắp bị tiêu diệt, Lần này bọn họ thiệt thòi quá. Thứ này cho các ngươi cầm. Thạch Phong lập tức từ trong ba lô lấy ra hai tấm lệnh bài từ Thất Diệu Tinh Thạch chế thành, trực tiếp đưa cho Tư Vũ Kinh Hiên và Cầm Âm. Thất Diệu Tinh Thạch. Cầm Âm nhìn lệnh bài, mắt lồi ra. Sự quý giá của Thất Diệu Tinh Thạch, sợ rằng trong toàn bộ thần vực là không ai không biết, bởi vì đây chính là thứ liên quan đến không gian tinh thần tư nhân của người chơi, cho dù không thần vực cũng có thể mang đến trợ giúp cực lớn đối với thế giới hiện thực. Bình thường những công hội lớn bọn họ vất vả lắm mới có được thất diệu tinh thạch, cũng chỉ là 2 3 đơn vị, nhưng lệnh bài to bằng bàn tay trước mắt lại hoàn toàn từ thất diệu tinh thạch chế thành. Phỏng đoán sơ qua cũng phải 40 đơn vị trở lên, nếu bán đi tuyệt đối là giá trên trời, thậm chí đổi 2 3 kiện vật phẩm cấp sử thi cũng không phải không thể. Có điều rất nhanh cầm âm liền phát hiện, tấm lệnh bài này không đơn giản, chỉ cầm vào trong tay ma lực xung quanh đã bắt đầu ngưng tụ tới bên cạnh nàng nàng chính là bán tinh linh trình độ mẫn cảm đối với ma lực vượt xa nhân loại chỉ trong chút thời gian này độ nồng đậm ma lực quanh người nàng ít nhất cũng đề thăng hai thành trở lên tuyệt đối là bảo vật không tồi đừng ngây ra đó nữa đây là truyền tống thạch của tứ thần chi tháp cầm âm ngươi dẫn theo long du khinh hiên ngươi dẫn theo thanh trúc chúng ta mau truyền tống rời khỏi nơi này đi thạch phong nhìn cầm âm có chút ngẩn ngơ vội vàng nói Tuy chỉ là nhặt bừa đồ rơi ra, có điều thông qua kiểm tra của ma lực, hắn cũng có được không ít thứ tốt, chỉ là truyền tống thạch của tứ thần chi tháp đã có được hơn 5 khối. Truyền tống thạch của tứ thần chi tháp vô cùng quý giá, cho dù là hải thú cấp vương cấp truyền kỳ, cho dù là thủ sát, truyền tống thạch có thể rơi ra cũng không quá 30 khối, mà hắn lại một hơi lấy 5 khối, tuyệt đối là kiếm bộn. Nếu để người của thập tam vương đình biết, sợ rằng sẽ ghen tị muốn chết. Bởi vì nhiều thế lực siêu cấp như vậy tranh đồ rơi ra, cho dù là thập tam vương đình, có thể kiếm được 3 4 khối đã rất không tồi, thế lực siêu cấp phổ thông chỉ sợ cũng cũng chỉ có được một khối mà thôi. Mà tứ thần chi tháp chính là thần linh chi địa người cổ đại sáng tạo ra, dựa vào truyền tống thạch chính là có thể tới bất kỳ nơi nào, cho dù là trong lôi thần bí cảnh cũng không ngoại lệ. Trước mắt chỉ là quyển trục ma pháp bậc 4 mà căn bản đừng hồng ngăn cản truyền tống. Cầm âm và Long Du Thiên Hạ vừa nghe vậy lập tức hiểu ra, không khỏi nhìn Thạch Phong với vẻ cảm tạ. Danh ngạch tứ thần chi tháp là cỡ nào quý giá, điểm này từ sự điên cuồng của các thế lực siêu cấp là có thể nhìn ra, bởi vì đây chính là một lần đại kỳ ngộ của người chơi, vô số cao thủ là cầu còn không được, tư vũ kinh hiên và thanh trúc thì cũng thôi, dù sao cũng là thành viên của linh dực công hội. Lúc này Thạch Phong không ngờ nguyện ý cho người ngoài như bọn họ danh ngạch này. Chuyện như vậy, sợ rằng hội trưởng của thế lực siêu cấp cũng không nở được rồi mau đi đi không đi là không kịp đâu thạch phong nhìn tàu thuyền phía dưới đã chuẩn bị nã pháo lập tức nói cầm âm và long du thiên hạ gật đầu không do dự nữa trực tiếp sử dụng truyền tống thạch mà tư vũ khinh hiên cũng bắt đầu sử dụng chỉ thấy ba ma pháp trận cỡ lớn bao phủ về phía đám người thạch phong lửa đạn của các thế lực lớn oanh kích lên ma pháp trận nhưng ba ma pháp trận này lại không có chút tổn hại Đám người Thạch Phong bên trong cũng bình yên vô sự. Thế này là sao? Ma pháp trận phòng ngự. Mọi người nhìn đám người Thạch Phong không mất một sợi tóc, đều không khỏi sửng sốt. Đây chính là mấy ngàn pháo kích, còn có công kích bậc 4 của Ma đạo mạch xung pháo, cho dù là ma pháp trận phòng ngự của thành thị cũng bị đánh ra một lỗ thủng, nhưng ma pháp trận trên người đám người Thạch Phong lại không sao. Mà ngay khi mọi người đang sửng sờ, phía trước đám người Thạch Phong cũng xuất hiện kẻ nước thời không trong nháy mắt năm người toàn bộ đều hóa thành một đạo lưu quan bay vào trong kẻ nước thời không, biến mất trước mắt tất cả mọi người. Đi rồi. Sao có thể như vậy được? Không phải có phong tỏa của quyển trục ma pháp bậc 4 à? Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, không rõ đám người thạch phong là thế nào mà làm được, có điều lúc này sắc mặt của cao tầng các thế lực siêu cấp lại xanh mét. Bởi vì bọn họ đã nghĩ tới truyền tống thạch của tứ thần chi tháp, cũng chỉ có truyền tống thạch của tứ thần chi tháp mới có lực lượng như vậy. Mà đám người thạch phong lại một hơi dùng ba khối. Trên mặt biển theo đám người thạch phong biến mất, toàn bộ hải vực cũng dần dần trở nên yên tĩnh. Sử dụng truyền tống thạch của tứ thần chi tháp để chạy trốn, lần này là triệt để không có biện pháp gì rồi. Nam tử sương đen đứng trên thuyền buồn cấp thanh đồng quan vọng hơi hâm mộ nói. Một mình cướp đi 26 kiện bảo vật, lần thảo phạt phong bạo vương xà này người có thu hoạch lớn nhất chỉ sợ chính là hắn rồi. Chỉ là chạy trốn đã dùng ba khối truyền tống thạch, đổi thành số lượng truyền tống thạch thập tam vương đình bọn họ cuối cùng có được chỉ sợ cũng chỉ có ngần ấy. Mà thạch phong lại có được 26 kiện bảo vật, truyền tống thạch có được tuyệt đối nào ba khối vừa sử dụng này, khẳng định còn có một số truyền tống thạch nữa. Nói cách khác số lượng truyền tống thạch thạch phong đạt được là nhiều hơn cả thập tam vương đình bọn họ. Cây cao trong rừng, gió tất thổi gãy vì đối phó phong bạo vương xà các thế lực lớn không biết đã tổn thất thảm trọng cỡ nào hắn một hơi đoạt đi nhiều đồ rơi ra như vậy căn bản chính là đắc tội với tất cả các thế lực lớn ở đây nữ tử sương đen lại hờ hững nói có lẽ hiện tại hắn là cầm được bảo vật chạy thoát nhưng sau này hắn và linh dực phía sau hắn cũng đừng hòng lăn lộn trên long tâm đảo trên long tâm đảo tụ tập rất nhiều thế lực siêu cấp cũng có thế lực nhàn tản do 10 đoàn mạo hiểm lớn cầm đầu những thế lực này tụ cùng một chỗ cho dù là thập tam vương đình bọn họ cũng không dám đắc tội hiện tại thạch phong thì ngược lại đắc tội hết với thế lực trên long tâm đảo sau này nếu có thể lăn lộn được trên long tâm đảo mới là kỳ tích long tâm đảo chính là trung tâm mậu dịch trên biển muốn phát triển ở trên biển có thể nói rất khó tránh được long tâm đảo nhưng tương lai các thế lực lớn muốn tiến thêm một bước khẳng định không thể không phát triển trên biển bởi vì tài nguyên trên biển là phong phú hơn trên lục địa quá nhiều hơn nữa cũng tụ tập nhiều chủng tộc trung lập nhất ngoài ra vận chuyển rất nhiều tài nguyên cũng phải thông qua đường biển nếu không phát triển trên biển tương lai khẳng định trên các phương diện đều sẽ bị người ta hạn chế phát triển vô cùng có hạn đây cũng là nguyên do vì sao hiện tại các thế lực lớn nhất là công hội nhất lưu trở lên đều điên cuồng đầu nhập tài nguyên lên trên biển có điều hắn lấy được không ít danh ngạch tứ thần chi tháp tương lai chưa chắc đã không phát triển được nam tử lắc đầu không quá đồng ý Tứ thần chi tháp là nơi vĩnh viễn trường tồn trước đại phá diệt, thậm chí chư thần vẫn lạc cũng không thể lay động được nơi đó nửa phần. Ngược lại sau đại phá diệt, rất nhiều vương quốc và đế quốc cuộc khởi trên lục địa đều có không ít liên quan tới tứ thần chi tháp, có thể thấy được kỳ ngộ bên trong là bao lớn. Điểm này có thể trực tiếp tìm được trong đồ thư quán của các đế quốc và vương quốc lớn. Mà các thế lực siêu cấp bọn họ vì tiến vào tứ thần chi tháp, vất vả lắm mới liên thủ tìm được manh mối đi thông tới tứ thần chi tháp, đó chính là phong bạo vương xà nhưng cơ hội như vậy chỉ có một lần mà thôi muốn tìm phương pháp khác để có được truyền tống thạch không biết phải đợi tới khi nào mà thạch phong lại một hơi có được không ít truyền tống thạch được rồi tiểu tử đó có thể cướp lấy bảo vật là năng lực của hắn có đắc tội với các thế lực lớn hay không cũng không liên quan gì tới chúng ta hiện tại đều chuyên tâm cướp bảo vật còn lại cho ta cổ lão nhìn hai người đối với việc thạch phong có thể cướp đi nhiều bảo vật như vậy đích xác khiến hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Mà trong hạm đội tinh hoàng cách hạm đội của thập tam vương đình không xa. Hội trưởng, giờ phải làm sao đây? Hắc phim dùng truyền tống thạch của tứ thần chi tháp rời khỏi, lần này chúng ta triệt để không làm gì được hắn rồi. Thần Huy nhìn thạch phong đã biến mất, sắc mặt rất không tốt. Không thể làm gì được hắn á. Lục tinh la đột nhiên mỉm cười. Đâu có, hắc phim này đã dám đoạt thức ăn trước miệng hổ, ta cũng không ngại đưa hắn thêm một đoạn đường. Lập tức thông tri xuống, cứ nói hắc phim có được tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết, còn có rất nhiều danh ngạch tứ thần chi tháp, toàn diện tản tin tức này ra, ta cũng muốn nhìn xem, hắn còn lăn lộn trong thần vực thế nào được nữa. Phong bạo vương xà chính là hải thú cấp vương truyền kỳ, cụ thể có rơi ra tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết hay không thì hắn không biết, có điều quái vật như vậy đến bây giờ chưa có ai từng tiêu diệt, ở trong mắt mọi người cho dù rơi ra tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết cũng không phải chuyện không thể. Thạch Phong cướp đi rất nhiều bảo vật, đó chính là điều mọi người tận mắt nhìn thấy. Mà tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết là hiếm có cỡ nào, có thể nói các thế lực siêu cấp trước mắt cũng không có lấy một kiện, sức hút của thứ này đối với người chơi là không cần nghĩ cũng biết. Tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết không phải là tọa kỵ phi hành, tọa kỵ phi hành trực tiếp lắp lên người chơi, cho dù là kích sát người chơi tọa kỵ phi hành cũng sẽ không rơi ra nhưng tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết thì chính là khác vâng giờ ta đi làm thần huy vừa nghe vậy cũng không khỏi mỉm cười đắc tội với các thế lực lớn hiện tại trên tay lại có trọng bảo ở trong thần vực lần này là muốn không chết cũng khó mà sau khi thạch phong biến mất không bao lâu các thế lực siêu cấp và các đoàn mạo hiểm triển khai tranh đoạt kịch liệt về phần đám người thạch phong thì cấp tốc xuyên qua trong khe hở thời không cũng không biết xuyên qua bao lâu cuối cùng khi đám người thạch phong có thể mở mắt cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khiến bọn họ ngây đơ xung quanh là một mảng tinh hải vô số tinh thần vần quanh xa hoa đủ mọi màu sắc mà ở trung tâm phiến tinh hải này dưng một tòa tháp cao hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh khí tức tháp cao tỏa ra rất hùng hậu thì không nói còn có một loại vị đạo vĩnh hằng bất hủ có thể nói khí tức thần linh phát ra cũng không bằng một phần vạn của tòa tháp cao này đây là tứ thần chi tháp à Thạch Phong không nhịn được nhìn cửa lớn hoàng kim cao ngàn mét trước mắt, trong lòng cũng cảm khái vô hạn. Thần linh trong thần vực hắn không phải là chưa từng thấy, trước tiên không nói so sánh với tứ thần chi tháp, chỉ là cửa lớn hoàng kim trước mắt cũng kém xa, uy áp khủng bố đó nếu không phải vì bọn họ cách quá xa, sợ rằng trong nháy mắt đã có thể đập vụn bọn họ rồi. Cho dù hiện tại ở cự ly này, Thạch Phong cũng cảm thấy toàn thân giống như đeo mấy trăm kg phụ trọng, muốn nhúc nhích một chút cũng khó càng đừng nói là đi đường. Lúc trước hắn cũng chỉ là nghe qua về Tứ Thần Chi Tháp mà thôi, có điều chưa từng thực sự được tới. Hiện tại thực sự cảm nhận được, Thạch Phong mới hiểu được vì sao cho dù là người chơi nghề nghiệp bậc 6 cũng nhớ mãi không quên nơi này, thậm chí với muốn tới cho bằng được. Bởi vì nơi này trừ uy áp khủng bố ra, Vĩnh Hằng chi khí ở xung quanh cũng quá trâu. Vĩnh Hằng chi khí là vượt xa nguyên tố ma pháp, đứng ở đây, đầu óc là không minh chưa từng có thứ lúc trước khó hiểu, lúc này ở đây lại biến thành rất dễ hiểu, tuyệt đối là thánh địa tuyệt hảo đề thăng trình độ chiến đấu và đề thăng độ hoàn thành kỹ năng ma pháp của người chơi. Ngay khi mọi người đang chìm đắm trong vĩnh hằng chi khí nơi này, trong hư không xuất hiện một đạo ảo ảnh. Đây là một nam tử hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ tin tức nào, thân hình cao hơn 10 mét, mặc áo giáp bạc, toàn thân tỏa ra thần uy vô tận. Người từ ngoài đến, hoan nghênh các ngươi tới tứ thần chi tháp nam tử cúi đầu nhìn đám người thạch phong chậm rãi nói các ngươi thông qua truyền tống thạch tới đây dựa theo ước định chúng thần viễn cổ lưu lại các ngươi có thể tiến vào trong tứ thần chi tháp tứ thần chi tháp tổng cộng có bảy tầng bên trong có các loại khảo nghiệm đang chờ các ngươi thí luyện các ngươi thông qua càng nhiều số tầng bước vào lại càng cao phần thưởng đạt được cuối cùng cũng lại càng phong phú mà các ngươi có ba cơ hội trong tứ thần chi tháp sau khi tử vong ba lần cũng chính là lúc khảo nghiệm kết thúc trong 360 ngày tự nhiên không thể ở tiến vào lần thứ hai, hy vọng các ngươi sẽ biết quý trọng, nếu không có vấn đề gì, các ngươi hiện tại vào đi thôi. Nói xong nam tử vung tay lên, đám người thạch phong trực tiếp hóa thành năm đạo lưu quang trong nháy mắt đã chui vào trong cửa lớn hoàng kim. Sau khi tiến vào cửa lớn hoàng kim, thạch phong chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, trong nháy mắt đã đứng trên một hoa nguyên mênh mông vô bờ. Trong hoa nguyên này khắp nơi đều là giả lan túng năm tụng ba, những giả lan này toàn thân tỏa ra hỏa diễm sáng quắc mắt ở hai cái đầu lấp lánh lục mang giống như u hồn từ sâu trong địa ngục chạy ra u hỏa sông đầu lan ma thú lĩnh chủ cấp 93, điểm sinh mệnh hai nghìn vạn ngay khi thạch phong đang quan sát tình huống nơi này bên tai cũng truyền đến âm thanh nhắc nhở hệ thống hệ thống trong vòng 3 ngày kích sát 1.500 con u hỏa sông đầu lan, nếu người chơi không ở trong thời gian quy định hoàn thành, sẽ tự động coi như khiêu chiến thất bại. Đây là khảo nghiệm của tứ thần chi tháp à. Thạch Phong nhìn nhắc nhở hệ thống, trong lòng thở vào nhẹ nhõm, khảo nghiệm của tầng thứ nhất không khó như trong tưởng tượng của hắn. Tuy hắn chưa từng tới tứ thần chi tháp, nhưng vẫn biết không ít tin tức về tứ thần chi tháp. Ở trong tứ thần chi tháp tổng cộng có 7 tầng, một tầng một thế giới, một giới ba thí luyện. Những thí luyện này không vòng vèo, chính là kích sát quái vật, dẫu sao trong thần vực thực lực vi tôn, cái khác đều là mây bay bằng không những vương quốc và đế quốc trên đại lục cũng không thể đánh bại sinh vật dị tộc cường hãn thành lập vương quốc và đế quốc to lớn như vậy thống ngự cả hơn vạn năm mà khảo nghiệm của tứ thần chi tháp phần thưởng có được chỉ là thứ yếu đối với rất nhiều cao thủ mà nói ở đây tham gia khảo nghiệm mới là quan trọng nhất bởi vì nơi này tràn ngập vĩnh hằng chi khí có thể nói là nơi rèn luyện tốt nhất trong thần vực người chơi ở đây không chỉ có thể tận tình phát huy sử dụng kỹ năng và ma pháp ngay cả chiến kỹ cũng có thể tùy tiện sử dụng, sẽ không xuất hiện mệt nhọc và thể lực không đủ, có thể đề thăng cực lớn trình độ chiến đấu của người chơi. Đây cũng là nguyên do vì sao cao thủ thần cấp nghề nghiệp bậc 6 đều muốn vào tứ thần chi tháp. Kỹ năng ma pháp đối với cao thủ thần cấp bậc 6 mà nói cũng không phải dễ sử dụng như vậy, thậm chí ngay cả kỹ năng ma pháp bậc 5 cũng rất khó phát huy ra 100% hiệu quả, càng đừng nói là chiến kỹ cường đại có điều độ nồng đậm của ma pháp trong chủ thành đối với nghề nghiệp bậc 5 và bậc 6 mà nói đã không có hiệu quả gì cũng là tứ thần chi tháp này có trợ giúp đối với bọn họ có thể cấp tốc đề thăng độ hoàn thành kỹ năng ma pháp bậc cao và cấp tốc nắm giữ chiến kỹ cường đại cho nên phàm là người chơi tiến vào tứ thần chi tháp đều muốn có thể ở lại trong tứ thần chi tháp thật im chứ không phải nghĩ biện pháp cấp tốc thông qua khảo nghiệm bằng không bỏ lỡ cơ hội này lần sau muốn tiến vào phải chờ 360 ngày tự nhiên Thạch Phong nhìn u hỏa sông đầu lan qua lại khắp nơi, không vội kích sát những quái vật này, mà là ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận kiểm tra vật phẩm rơi ra cướp được. Chỉ là kích sát quái lĩnh chủ cấp 93, đối với hắn mà nói cũng không có độ khó gì, thậm chí có thể dùng từ thoải mái để hình dung, thời gian 3 ngày kích sát những quái vật này căn bản là dư giả, ngược lại vật phẩm rơi ra cướp được lúc trước, hắn cũng mới chỉ xem qua, rất nhiều thứ là chưa xem kỹ. Hiện tại đang rảnh rỗi, Tất nhiên phải kiểm tra kỹ một phen, nói không chừng còn có thể đề thăng chiến lực thông qua nhiều khảo nghiệm hơn. Trải qua vài phút kiểm tra, Thạch Phong cũng hít một hơi thật sâu. Trong 26 kiện vật phẩm, trừ 5 kiện truyền tống thạch của tứ thần chi tháp ra, đại đa số đều là vũ khí trang bị ám kim và tinh kim cấp 90, không có một kiện vũ khí trang bị cấp sử thi nào, đối với Thạch Phong hiện tại mà nói là không có bất kỳ tác dụng gì, có điều nếu lấy ra, khẳng định sẽ bị các thế lực lớn tranh cướp như điên. Dẫu sao hiện tại cấp bậc của người chơi cách cấp 90 vẫn còn một đoạn đường lớn phải đi. Trừ vũ khí trang bị ra, chính là các loại tài liệu trên người phong bạo vương xà, ví dụ như vậy của phong bạo vương xà, đó chính là tài liệu cấp sử thi, có thể cường hóa phòng ngự, đề thăng độ bền cho thuyền buồn. Mà trong đó vật phẩm khiến Thạch Phong cảm thấy kinh hỉ có hai kiện. Một kiện là tài liệu hiếm có cấp sử thi không gian ma tinh, một kiện là bản thiết kế cano cấp thanh đồng phong bạo khoái đỉnh. Nếu để các thế lực lớn biết, sợ rằng đều sẽ bất chấp tất cả mọi giá tiêu diệt ta mất. Thạch Phong nhìn bản thiết kế phong bạo khoái đỉnh, không khỏi cười nói. Tuy không gian ma tinh có thể sửa chữa phục hồi bạo vũ phàm thuyền cấp huyền thiết, có điều so sánh với bản thiết kế cano cấp thanh đồng mà nói, đó là vẫn kém xa. Có lẽ bạo vũ phàm thuyền là tàu thuyền mạnh nhất trên biển hiện tại, nhưng chung quy vẫn là kiến nhiều cắn chết voi. Có bản thiết kế cano cấp thanh đồng, chỉ cần tài liệu đủ nhiều, có thể chế tác vô hạn, một hạm đội từ thuyền buồm cấp huyền thiết và cano cấp thanh đồng tạo thành. Loại chuyện này sợ rằng các công hội siêu cấp hiện tại cũng không dám mơ, có điều linh dực lại có khả năng này. Dẫu sao tài liệu chủ để chế tác phong bạo khoái đỉnh là cổ nguyên một và kim cương một, linh dực bọn họ đã tích trữ không ít, hoàn toàn có khả năng làm ra một hạm đội mạnh nhất trên biển, bù đắp vấn đề lực lượng trên biển không đủ của linh dực. Nghĩ đến đây, Thạch Phong thậm chí có chút xung động muốn lập tức trở về có điều thạch phong vẫn áp chế xuống vất vả lắm mới đến tứ thần chi tháp một chuyến nếu trực tiếp rời khỏi đó chính là tổn thất lớn dẫu sao hoàn cảnh nơi này đối với người chơi bậc năm thậm chí là bậc 6 cũng có tác dụng rất lớn càng đừng nói là nghề nghiệp bậc hai như hắn lập tức thạch phong nghe chuyện trên tv audio cv không lãng phí thời gian nữa thu hồi không gian ma tinh và bản thiết kế phong bạo khoái đỉnh bước nhanh về phía những u hỏa sông đầu lan đó ngay khi Thạch Phong tiếp cận đến cự ly 100 m năm con u hỏa sông đầu lan cảm giác được Thạch Phong, năng lực cảm tri còn nhạy bén hơn lĩnh chủ cấp 93 bình thường, trong nháy mắt năm con u hỏa sông đầu lan đã vây về phía Thạch Phong. Năm nơi này u hỏa sông đầu lan này rất thông minh, giống như giả lan chân chính, căn bản không động đơn độc hành, mà là chậm chạp vây về phía Thạch Phong, đi vòng quanh Thạch Phong, tìm kiếm nhược điểm của Thạch Phong. Trình độ trí năng cao vậy à? Thạch Phong cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Quái lĩnh chủ cấp 93 bình thường là không có trí năng như vậy, bình thường quái vật có thể có trí năng này, trình độ chiến đấu có thế nào cũng phải đạt tới tầng thứ 3 của tháp thí luyện. Còn không chờ Thạch Phong từ trong kinh ngạc bình thường lại, năm con U Hỏa Sông Đầu Lan đã từ năm phương hướng đồng thời nhào tới. Thân hình của U Hỏa Sông Đầu Lan là còn to hơn sư tử bình thường, đồng thời lao lên cắn xé, cho dù là một con voi cũng có thể bị thoải mái vật ngã xuống đất có điều quái lĩnh chủ chung quy cũng chỉ là quái lĩnh chủ phổ thông người chơi nghề nghiệp bậc hai bình thường mà nói thì có lẽ có chút bi hiếp, nhưng đối với thạch phong thì tốc độ công kích của năm con u hỏa sông đầu lang này quá chậm hơn nữa trình độ chiến đấu cũng vô cùng ngây thơ thạch phong chỉ hơi dịch chuyển bước chân một chút năm con u hỏa sông đầu lang đã vồ hụt lướt qua trước người thạch phong trong nháy mắt lướt qua thánh kiếm khí lôi và hoàng hôn chi nhận trong tay thạch phong đã được rút ra kiếm quang hư ảnh mười đạo kiếm quan giống như lưu tinh chợt lóe rồi biến mất hóa thành vĩnh hằng trong nháy mắt năm con u hỏa sông đầu lan lập tức bị đánh bay trên đầu bắn ra hơn hai mươi vạn điểm chút trực tiếp lâm vào trạng thái trọng thương phát ra tiếng trên thống khổ trong ánh mắt đầy vẻ kiên kỵ nhìn thạch phong hệ thống độ hoàn thành của kiếm quan hư ảnh đạt tới một trăm phần trăm độ thuần thục kỹ năng cộng năm tạo thành một trăm năm mươi phần trăm hiệu quả kỹ năng độ hoàn thành một trăm đây là hiệu quả của tứ thần chi tháp à. Thạch Phong nhìn thấy nhắc nhở này, cũng không nhịn được mà có chút kinh ngạc. Bình thường hắn sử dụng kỹ năng bậc hai kiếm quan hư ảnh này, độ hoàn thành cũng chỉ khoảng 90%, dưới tình huống phát huy rất rất tốt mới có thể đạt tới 91% hoặc là 92%, dẫu sao kỹ năng bậc hai không như kỹ năng bậc một sử dụng là khó hơn nhiều, nếu không phải hắn chơi 10 năm thần vực, lại có kinh nghiệm của nghề nghiệp bậc 3, sợ rằng độ hoàn thành kỹ năng ngay cả 85% cũng không đạt tới. Lúc này chỉ là một kiếm thuận tay của hắn, không ngờ lại có hiệu quả tốt như vậy. Nếu có thể trường kỳ ổn định độ hoàn thành này, đề thăng đối với chiến lực không phải là nhỏ, thậm chí dưới tình huống cùng thuộc tính cùng trình độ chiến đấu, cũng có thể thoải mái treo bên kia lên mà đánh. Nghĩ đến đây, trong lòng Thạch Phong không khỏi nóng rực, lại lao về phía u hỏa sông Đầu Lan, muốn thử cảm giác của một kiếm lúc trước thạch phong vừa bước ra một bước năm con u hỏa sông đầu lan liền làm ra chuyện khiến thạch phong cũng phải giật mình năm con u hỏa sông đầu lan giống như đã sớm ước định trước không nói hai lời phân tán bỏ chạy căn bản không có tự giác của một quái vật trí năng cao như vậy à thạch phong nhìn hành động của năm con u hỏa sông đầu lan khẽ nhíu mày loại quái vật biết chạy trốn này hắn không phải chưa từng thấy nhưng quái vật vừa trọng thương đã bỏ chạy tuyệt đối là hiếm thấy nếu là bình thường giết quái ở giả ngoại thì cũng thôi, nhưng lúc này có hạn chế thời gian, chắc chắn sẽ gia tăng không ít không ít, dẫu sao tốc độ của những u hỏa sông đầu lan này cũng không chậm, dưới tình huống phân tán bỏ chạy, chui vào trong bầy sói khác, thời gian và và kích sát một con cũng gia tăng rất lớn. Sợ rằng những cao thủ nửa bước nhập vi có thể hoàn thành thảo nghiệm này hay không cũng khó nói. Có điều những u hỏa sông đầu lan này chưa chạy được mấy bước, Thạch Phong đã dùng ra hư vô chi bộ, xuất hiện ở bên cạnh U Hỏa Sông Đầu Lan, mà U Hỏa Sông Đầu Lan lại không hề phát hiện. Ở đây sử dụng chiến kỹ đề thăng lại lớn như vậy à? Thạch Phong nhìn U Hỏa Sông Đầu Lan không hề phát hiện, trong lòng kinh thán không thôi. Người chơi không như quái vật trong thần vực, người chơi đều là dựa vào mắt thường để phán đoán mục tiêu, mà quái vật trong thần vực chủ yếu dựa vào cảm tri, cho nên muốn dựa vào hư vô chi bộ để tiếp cận quái vật là rất khó, cái này cũng giống như tiếp cận cao thủ chân không cảnh vậy loại cao thủ này đã không phải đơn thuần dựa vào mắt thường để nhìn thế giới hư vô chi bộ chỉ là dựa vào lừa gạt thần kinh thị giác căn bản không phát huy ra hiệu quả gì ngược lại sẽ mang tới phản tác dụng ngược bị kẻ địch thừa cơ bắt lấy nhưng hiện tại hư vô chi bộ hắn dùng ra đã không phải đơn thuần khiến thần kinh thị giác bỏ qua hắn dưới sự bao bọc của vĩnh hằng chi khí hắn giống như là hòa thành một thể với hoàn cảnh cho dù là cảm tri giả tính trong một chốc một lát cũng không thể phát hiện còn không chờ u hỏa sông đầu lan có phản ứng thánh kiếm thí lôi trong tay thạch phong lại chém xuống ngay tức khắc thánh kiếm thí lôi trong tay thạch phong giống như biến mất lập tức trên người u hỏa sông đầu lan phun ra từng đạo huyết mang hiện ra vết kiếm dạng lưới từng hơn 10 vạn điểm thương tổn bắn ra mà tất cả chỉ trong nháy mắt mà thôi bí kỷ lôi quang lôi quang là chiến kỹ cấp thanh đồng loại hình công kích thạch phong vất vả lắm mới có được có điều so sánh với chiến kỷ cấp thanh đồng phổ thông như là kiếm quan luân hồi tự nghĩ ra độ khó sử dụng là cao và phức tạp hơn cho dù thạch phong đã là đăng đường nhập thất của cảnh giới lý sử dụng cũng vẫn vô cùng khó khăn theo thạch phong muốn thực sự sử dụng được lôi quan có thế nào cũng phải chờ tới nghề nghiệp bậc ba có điều hiện tại có sự trợ giúp của vĩnh hằng chi khí bí kỹ lôi quan cũng vẫn miễn cưỡng dùng được chỉ một kích điểm sinh mệnh của u hỏa sông đầu lan đã giảm xuống một mảng lớn tổn thất gần một phần mười hai có điều sau khi Thạch Phong dùng ra Lôi Quang, cũng cảm thấy tinh khí thần toàn thân lập tức bị hút cạn hơn nữa, trạng thái lập tức giảm xuống. Đáng tiếc vẫn kém một chút, có điều khi ở bậc 2 cũng không phải không thể sử dụng. Thạch Phong cảm nhận trạng thái tinh thần của mình một chút, trong lòng đầy hưng phấn. Bí kỹ Lôi Quang không phải là chiến kỹ cấp thanh đồng như kiếm quang luân hồi có thể sánh bằng, Lôi Quang là chiến kỹ loại hình công kích hoàn toàn, mà kiếm quang luân hồi cũng có hiệu quả công kích không tồi nhưng cũng xen lẫn hiệu quả phòng ngự, thuộc về chiến kỹ cấp thanh đồng công thủ nhất thể. Chiến kỹ công kích cấp thanh đồng, sợ rằng cao thủ chân không cảnh dùng ra cũng có thể hoàn toàn áp chế cao thủ nắm giữ vực. Có điều lúc này bí kỹ lôi quan thạch phong dùng ra lại không phải trạng thái hoàn toàn, chỉ miễn cưỡng dùng ra được một chút mà thôi. Lôi quan hoàng mỹ là liên tục chém ra 17 kiếm, 17 kiếm này hoàng mỹ đang vào nhau, có vốn liếng để vượt cấp mà chiến, bằng không cao thủ chân không cảnh cũng không thể hoàn toàn áp chế cao thủ nắm giữ vực. Lúc này Thạch Phong chỉ trong nháy mắt chém ra 13 kiếm, đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất của lôi quang mà thôi, cũng chính là trình độ chiến kỹ cao cấp, vẫn chưa tới trình độ chiến kỹ cấp thanh đồng. Mà Thạch Phong sau một kích, làm một điều chỉnh ngắn ngủi, sau đó lại dùng ra bí kỹ lôi quang đối với u hỏa sông đầu lan. Nơi này là tứ thần chi tháp, tốc độ khôi phục nhanh hơn ngoại giới không biết bao nhiêu lần, cho dù là sử dụng chiến kỹ cấp Thanh Đồng, cũng có thể khôi phục lại rất nhanh, hoàn cảnh như vậy, tất nhiên không thể lãng phí. Chỉ không đến 20 giây, U Hỏa Sông Đầu Lan cấp 93 đã chết trong tay Thạch Phong, tốc độ kích sát cực nhanh, sợ rằng một tiểu đội 6 người cũng kém xa. Ngay khi Thạch Phong đang không ngừng huấn luyện đề thăng, đám người Thanh Trúc, Long Du Thiên Hạ, Cầm Âm, Tư Vũ Kinh Hiên ở trong Tứ Thần Chi Tháp cũng phát hiện lợi ích của Tứ Thần Chi Tháp ai nấy cũng mượn u hỏa sông đầu lan để rèn luyện đề thăng. Liên tục 3 ngày, có thể nói đều điên cuồng kích sát u hỏa sông đầu lan, thạch phong kích sát rất nhanh, có thể nói không tới một ngày là có thể làm xong, có điều thạch phong không vội kích sát, mà là không ngừng muốn hoàn thiện bí kỹ lôi quan, đồng thời đề thăng độ hoàn thành của kỹ năng bậc 2. Về phần cấp bậc cũng đề thăng không chậm, không hề chậm hơn tự mình quét quái ở ngoại giới, hơn nữa sát suất rơi ra cũng tương đối không tồi, thu hoạch không ít vũ khí trang bị thanh đồng cấp 90. Thời gian 3 ngày này có thể nói là tiến bộ nhanh chóng, khiến Thạch Phong rất nhanh đã có thể ổn định dùng ra lôi quang, chỉ cần tiêu hao một phần ba tinh thần lực, không đến mức một hơi tiêu hao một nửa tinh khí thần, có điều cực hạn có thể chém ra vẫn là 13 kiếm, cách chém ra 14 kiếm vẫn còn thiếu một chút cảm giác. Cho tới thời gian 3 ngày sắp hết, Thạch Phong mới kích sát con u hỏa xong đầu lan cuối cùng. Theo tiêu diệt con u hỏa sông đầu lan cuối cùng này, hình ảnh trước mắt Thạch Phong cũng thay đổi, tuy vẫn là hoa nguyên, nhưng quái vật lại thay đổi. Khắp nơi đều là u linh chiến sĩ tay cầm thuẫn bài và vũ khí, những u linh chiến sĩ này sáu người một tổ, có chuyên môn phòng ngự, có chuyên môn tấn công, còn có phụ trách viễn trình, giống như một tiểu đội chuyên môn đối phó bót. Linh chiến sĩ, sinh vật tử linh, lĩnh chủ, cấp 93, điểm sinh mệnh 3.000 vạn. Hệ thống, trong vòng 3 ngày kích sát 600 u linh chiến sĩ, nếu người chơi không ở trong thời gian quy định hoàn thành, sẽ tự động coi như khiêu chiến thất bại. Thạch Phong nhìn đến đây, cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp xông tới trước một tiểu đội u linh. Tiểu đội u linh nhìn thấy Thạch Phong, hoàn toàn không vội, hai u linh chiến sĩ sách thuẫn bài ngăn cản Thạch Phong, hai u linh chiến sĩ tay cầm trường thương đứng ở phía sau làm tốt chuẩn bị trong nháy mắt Thạch Phong công kích sẽ tiến hành công kích lại, mà u linh chiến sĩ ở hàng sau cùng thì tay cầm cung tên chặn đánh từ bên cạnh mà trình độ chiến đấu của những u linh chiến sĩ này rõ ràng là cao hơn u hỏa sông đầu lan một đoạn ai nấy đều có trình độ đoạn giữa tầng thứ ba của tháp thí luyện cao thủ bậc hai bình thường đối mặt với sáu gã u linh chiến sĩ này sợ rằng cũng khó thoát khỏi cái chết có điều theo thạch phong thấy vẫn chưa trở thành uy hiếp được lại tiếp tục luyện tập bí kỷ lôi quan so sánh chiến đấu với quái vật Chiến đấu với sinh vật hình người là đề thăng tốt hơn, về phần đồ rơi ra và điểm kinh nghiệm của U Linh chiến sĩ rõ ràng là cao hơn U Hỏa Sông Đầu Lan. U Hỏa Sông Đầu Lan là nửa kiện trang bị cấp huyền thiết cũng không rơi ra, nhưng U Linh chiến sĩ lại thỉnh thoảng rơi ra trang bị huyền thiết cấp 90. Điểm kinh nghiệm của U Hỏa Sông Đầu Lan là nhiều hơn kinh nghiệm của quái vật lĩnh chủ cùng cấp bậc, nhưng điểm kinh nghiệm của U Linh chiến sĩ lại gấp 3 lần U Hỏa Sông Đầu Lan, khiến cấp bậc của Thạch Phong đề thăng nhanh chóng mà sau khi vượt qua U Linh Chiến Sĩ, Thạch Phong không ngờ đã đề thăng tới cấp 94. Theo hình ảnh trước mắt lại nhấp nhoáng, khảo nghiệm thứ ba khiến Thạch Phong giật nảy mình. Nơi này là một đấu kỹ trường cổ đại, trên đấu kỹ trường có 10 cự nhân tộc vũ trang hạng nặng đang đứng, đều là nghề nghiệp bậc 2, không phải là quái vật, mà là NPC bậc 2 hàng thật giá thật. Cự nhân giác đấu sĩ, cự nhân tộc, bậc 2, cấp 94, điểm sinh mệnh 540 vạn cự nhân tộc chính là chủng tộc thiên phú dị bẩm, sức khỏe vô cùng thì không nói, độ thân thiết đối với đại địa lại không ai có thể sánh bằng, có thể nói là chiến sĩ trời sinh, hơn nữa khác với người chơi, NPC có thể kế thừa thiên phú của cự nhân tộc một cách hoàn mỹ. Chiến lược căn bản không phải là NPC bậc hai bình thường có thể sánh bằng, lúc này lại có tới 10 vị. Hệ thống, trong vòng một ngày kích sát 10 cự nhân giác đấu sĩ, nếu người chơi trong thời gian quy định không hoàn thành, tự động bị coi là khiêu chiến thất bại. Tuy thời gian một ngày không ngắn, có điều muốn đối phó NPC cự nhân tộc bậc 2 cùng cấp bậc, độ khó đúng là đề thăng không ít. Thạch Phong nhìn 10 giác đấu sĩ của cự nhân tộc trên đấu kỹ trường. Sợ rằng cao thủ nửa bước nhập vi không có một thân trang bị ám kim cùng cấp bậc thì đừng hồng thông qua. NPC không phải là quái vật, không chỉ có rất nhiều kỹ năng ma pháp, trình độ chiến đấu cũng mạnh hơn quái vật cùng cấp bậc một đoạn. Hơn nữa cho dù là NPC cung cấp cũng có phân mạnh yếu. Đó chính là vũ khí trang bị của NPC có khác biệt, dẫu sao một thân trang bị cấp thanh đồng và một thân trang bị cấp ám kim, trên thuộc tính chính là trên lệch cực lớn. 10 NPC cự nhân tộc trước mắt, yếu nhất cũng mặc một thân cấp thanh đồng, mạnh nhất chính là một thân cấp tinh kim, cộng thêm thiên phú dị bẩm của cự nhân tộc, cho dù là người chơi mặc một thân trang bị cấp ám kim, sợ rằng trên thuộc tính cũng yếu hơn một đoạn thứ duy nhất có thể dựa vào là dùng kỹ xảo để đối kháng ở tứ thần chi tháp này ngoại vật đều không thể sử dụng thậm chí kỹ năng bùng nổ cũng không thể sử dụng chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân người chơi hạn chế đối với người chơi có thể nói là rất lớn cảm giác mang tới cho người ta giống như hai lần khảo nghiệm trước chính là huấn luyện người chơi mà khảo nghiệm thứ ba này mới là kiểm nghiệm đối với người chơi thạch phong không nghĩ quá nhiều trực tiếp đi lên đấu kỹ trường Rèn luyện 6 ngày trước đã khiến hắn đến một bình cảnh, trước mắt sử dụng bí kỹ lôi quan thủy chung là 14 kiếm, tiêu hao tinh thần lực cũng giảm đến 1 phần 4, tiêu hao không lớn như trước kia, muốn đề thăng tiếp đã không phải trong thời gian có thể làm được, tất nhiên cũng không cần thiết mất không một ngày thời gian. Còn không bằng mau chóng thông qua khảo nghiệm của tầng thứ nhất trực tiếp tiến vào tầng thứ hai. Theo Thạch Phong đi lên đài, một NPC cự nhân cũng đi tới trung tâm lôi đài, tay cầm búa lớn không nói hai lời đập về phía thạch phong búa lớn vung ra kèm theo thổ nguyên tố nồng đậm khiến búa lớn biến thành vô cùng trầm trọng thì không nói ngay cả chỗ thạch phong cũng cảm thấy trọng lực rất lớn khiến sức hành động giảm mạnh dưới một kích không chỉ có uy lực tiếp cận đại lĩnh chủ cùng cấp bậc một búa hóa ba lại giống như một ngọn núi lớn ép xuống căn bản khiến người ta không thể né tránh chiến kỹ thạch phong nhìn chiêu này trong ánh mắt lóe ra một tia kinh ngạc cái thứ chiến kỹ này đương nhiên không phải chỉ người chơi mới có, mà là thứ một mực tồn tại trong thần vực, bằng không cũng sẽ không có sự tồn tại của đá phiến truyền thừa. Có điều trong thần vực, NPC học tập chiến kỹ là khó hơn người chơi, bình thường NPC chỉ có đến bậc 3 mới bắt đầu chân chính tiếp xúc đến chiến kỹ, có điều có thể sử dụng chiến kỹ vẫn là đã ít lại càng ít. NPC cự nhân bậc 2 trước mắt lại có thể sử dụng chiến kỹ, sao có thể không khiến người ta kinh ngạc? phải biết rằng cho dù chỉ là chiến kỹ phổ thông, cũng có thể khiến chiến lực của NPC tăng mạnh, thiên phú dị bẩm cộng thêm bản thân có trình độ chiến đấu đoạn đầu tầng thứ 5 của tháp thí luyện, NPC cự nhân trước mắt tuyệt đối có thể treo cao thủ những nửa bước nhập vi lên mà đánh. Chỉ là đối với Thạch Phong, công kích như vậy vẫn vô cùng non nớt. Thạch Phong chỉ vung Hoàng Hôn chi nhận trong tay đã thoải mái chặn được một búa này, thánh kiếm thí lôi ở tay kia thì xẹt qua thân thể NPC cự nhân căn bản không cho NPC cự nhân bất kỳ cơ hội nào. Kiếm quang hư ảnh Mười đạo kiếm quang giống như tinh thần vần quanh, va chạm hai hai với nhau, hóa thành một thoáng rực rỡ. Hệ thống, độ hoàn thành của kiếm quang hư ảnh đạt tới 101%, độ thuần thục kỹ năng cộng 10, tạo thành 170% hiệu quả kỹ năng. Chỉ thấy NPC cự nhân trong nháy mắt đã bay ra, trên đầu liên tiếp bắn ra hơn 20 vạn điểm thương tổn, trực tiếp lâm vào trạng thái không thể động đậy. Hiệu quả mạnh quá. Thạch Phong nhìn mà cũng hơi liếu lưỡi. Trong 6 ngày rèn luyện, so sánh với sự tiến bộ của bí kỷ lôi quang tiến bộ của một chiêu kiếm quan hư ảnh này mới là lớn nhất. Lúc trước trải qua không ngừng huấn luyện, hắn đã có thể ổn định ở 100%, không ngờ hiện tại lại đột nhiên đột phá xiền xích 100%, mà kiếm quan hư ảnh cũng sinh ra hiệu quả mới, đó chính là hiệu quả tê liệt trọng thương ngắn ngủi, Khiến mục tiêu trong một giây không thể nhúc nhích Đương nhiên muốn khiến kỹ năng có thể đột phá xiền xích 100% là vô cùng khó Càng đừng nói đạt tới trăm linh 1% Có điều trải qua một lần sử dụng Đã khiến hắn hơi chạm đến tinh túy của kiếm quan hư ảnh Lúc này cho dù hắn rời khỏi tứ thần chi tháp Chạy ra bên ngoài Hắn cũng có lòng tin khiến độ hoàn thành kỹ năng đạt tới 100% Trên lôi đài còn không chờ cự nhân từ trong tê liệt bình thường lại Thạch Phong đã đứng ở trước người cự nhân lại một lần nữa chém ra thánh kiếm thí lôi. Bí kỹ lôi quang. 14 đạo kiếm quang biến thành một lưới kiếm, trong nháy mắt đã xuyên qua NPC cự nhân, trực tiếp khiến điểm sinh mệnh của NPC cự nhân giảm xuống đến điểm cảnh giới, lập tức lại dùng ra hoàng hôn chi nhận bổ sung thêm luyện ngục ngũ trọng trảm, trực tiếp lấy đi tất cả điểm sinh mệnh của NPC cự nhân. Toàn bộ quá trình là không đến 3 giây. Điều này khiến NPC cự nhân khác quan chiến ở bên cạnh đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng được rồi, tiếp theo. Thạch Phong lại không để ý, nhìn về phía NTC cự nhân xung quanh, vẫn có chút chưa tận hứng đối phó NTC cự nhân như vậy, đối với đám người long Du thiên hạ mà nói sợ rằng có độ khó không nhỏ. nhưng hắn nói thế nào cũng có thuộc tính cơ bản vượt quá nghề nghiệp bậc 3 cùng cấp bậc, thể chất và tốc độ phản ứng cũng chỉ kém hơn nghề nghiệp bậc 3 một chút mà thôi, Nếu kích sát những cự nhân tộc bậc hai này mà còn khó khăn, hắn cũng không cần sống nữa nhưng không thể không nói sau khi kích sát NPC cự nhân này, điểm kinh nghiệm cấp cho là vô cùng phong phú, so với đại lĩnh chủ cùng cấp bậc thì còn nhiều hơn, lập tức khiến cục kinh nghiệm của hắn tăng không ít, điều đáng tiếc duy nhất là không có vật phẩm rơi ra. Rất nhanh không đến 5 phút, 10 tên cự nhân đã toàn bộ được xử lý xong. Theo 10 NPC cự nhân tử vong, trước mắt Thạch Phong cũng nhấp nhoáng, trực tiếp xuất hiện ở trong một thần điện. Trong nháy mắt xuất hiện ở thần điện, Thạch Phong cảm thấy vĩnh hằng chi khí nơi này rõ ràng lại nồng đậm hơn không ít, tầng thứ nhất hoàn toàn là không thể so sánh với nơi này. Mà xung quanh thần điện có rất nhiều quái vật loại rắn qua lại, hình thể của bọn chúng rất khổng lồ, mỗi một con đều trở nên căn nhà hai tầng, hơn nữa mỗi một con đều có sáu cái đầu. Lục đầu địa ngục xà, sinh vật huyết mạch, lĩnh chủ, cấp 94, điểm sinh mệnh 4.200 vạn. Sinh vật huyết mạch Thạch Phong nhìn lục đầu địa ngục xà đầy trong thần điện, không khỏi nghẹn lời. Hắn không ngờ độ khó của tầng thứ hai lại đề thăng lớn như vậy, sinh vật huyết mạch chính là bằng với tồn tại tinh anh cung cấp, hơn nữa có năng lực truyền thừa, chiến lực phi phàm, có thể nói NPC cự nhân tộc bậc hai lúc trước chưa chắc đã có thể thắng được lục đầu địa ngục xà trước mắt. Có điều sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, trên mặt Thạch Phong cũng lộ ra một tia vui sướng. Sinh vật huyết mạch chính là vô cùng ít ỏi, cho dù là hắn biết cũng không nhiều lúc trước hắn vẫn muốn tới lôi minh điện kích sát những bán xà nhân đó để kiếm huyết mạch chi lực hiện tại cũng bớt việc rồi hệ thống chúc mừng người chơi hoàn thành khảo nghiệm của tầng thứ nhất đi tới tầng thứ hai của tứ thần chi tháp người chơi có thể lựa chọn nghỉ ngơi ở đây một ngày cũng có thể tiếp tục bắt đầu khảo nghiệm của tầng thứ hai đoạn thời gian này ta một mực rèn luyện trong thần vực cho dù trạng thái tinh thần một mực rất tốt nhưng thân thể trong thực tại ít nhiều cũng sẽ có một chút ảnh hưởng hay là trước tiên ợp lai nghỉ ngơi một chút đi. Thạch Phong nghĩ nghĩ một chút, trực tiếp lựa chọn nghỉ ngơi một ngày, như vậy hắn có thể an tâm ợp lai, không cần lo lắng xảy ra phiền phức gì. Theo Thạch Phong ợp lai, từ trong hư nghĩ thực cảnh thương đi ra, ánh mặt trời sớm đã chiếu vào trong phòng, thời gian đã là giữa trưa. Mà Thạch Phong vừa từ trong hư nghỉ thực cảnh thương đi ra hoạt động thân thể một chút, đột nhiên cảm thấy toàn thân yếu ớt mệt mỏi, hơn nữa cảm giác đói khát cao chưa từng có, giống như mỗi một tế bào toàn thân đều đang hò hét, cực kỳ thiếu năng lượng, đại não là một mảng hoảng hốt, khiến hắn có một loại cảm giác buồn ngủ. Tại sao lại như vậy? Thạch Phong không khỏi cả kinh, nếu không phải hắn cố chống đỡ, chỉ sợ hiện tại đã ngất đi rồi. Năng lượng tiêu hao cấp tốc khiến thể lực của Thạch Phong không ngừng yếu đi, Thạch Phong cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện gì, trực tiếp bước nhanh về phía trước tủ lạnh, không nói hai lời từ bên trong lấy ra sinh mệnh dược tề uống một ngụm, theo uống vào sinh mệnh dược tề, Thạch Phong cảm thấy cảm giác ấm áp từ dạ dày khuếch tán ra, đại não cũng khôi phục một chút tỉnh táo. Sau khi một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, tế bào toàn thân giống như là sói đói tham lam hấp thu những năng lượng này, năng lượng sinh mệnh vốn cần 5-3 ngày thời gian mới có thể tiêu hóa lúc này lại nhanh chóng bị tiêu hao. Sau khi kéo dài hơn 10 phút, Thạch Phong mới có cảm giác sống dậy, có điều năng lượng của sinh mệnh dược tề cũng bị tiêu hao hết. Nếu cao thủ ám kình đỉnh phong khác thấy một màn này, sợ rằng sẽ cả kinh tới rớt cả trong mắt. Năng lượng của sinh mệnh dược tề vô cùng khủng bố, cho dù là cao thủ ám kình đỉnh phong thể xác đạt đến cực hạn, cũng cần ít nhất 3 ngày mới có thể hấp thu toàn bộ, ở giữa còn cần điên cuồng rèn luyện mới được nhưng Thạch Phong chỉ mất hơn 10 phút để hấp thu xong, thậm chí lờ mờ có một chút cảm giác không đủ. Sinh mệnh dược tề quả nhiên là thứ tốt, nếu không phải uống vài ba bình dược tề dinh dưỡng cấp S mới có thể bình thường lại được. Thạch Phong nhìn sinh mệnh dược tề đã hết, thầm đau lòng. Cho dù hắn đã rất tiết kiệm, có điều tiêu hao đối với sinh mệnh dược tề vẫn lớn hơn dự tính của hắn, trước mắt chỉ còn lại một bình cuối cùng, nếu dùng hết, tốc độ đề thăng thân thể và đại não sợ rằng sẽ giảm xuống. Hắn có thể nhanh như vậy đã đột phá xiền xích 100% kỹ năng, có thể nói tác dụng của sinh mệnh dược tề là rất lớn mà sau khi Thạch Phong bình thường lại, lúc này lại nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác hoàn toàn khác, giống như tất cả đều rất mới mẻ, giống như là tới một thế giới mới. Thế này là sao? Thạch Phong cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi với tình huống hiện tại. Lúc này không chỉ là toàn bộ thế giới mang tới cho hắn một cảm giác khác lạ, ngay cả tế bào toàn thân cũng giống như mạnh hơn một đoạn, thậm chí tùy tiện vung ra một quyền cũng có sức ngàn cân, hơn nữa không chỉ là biến hóa của thân thể ngay cả tốc độ phản ứng của thân thể cũng có đề thăng cực lớn những biến hóa này lại khiến sức nắm giữ của hắn đối với thân thể đề thăng một đoạn lớn nắm giữ lực lượng thân thể và tốc độ phản ứng chính là vấn đề khiến thạch phong một mực đau đầu không ngờ hiện tại đã đột phá đề thăng này đối với hắn là vô cùng lớn thân thể trong thần vực chính là vô cùng cường đại tốc độ phản ứng cũng cơ hồ đạt đến cực hạn của đại não căn bản không phải là thực tại có thể sánh bằng cho nên ở trong thần vực có thể làm ra rất nhiều chuyện mà trong hiện thực không thể làm được hiện giờ tố chất thân thể và tốc độ phản ứng có đề thăng trên diện rộng chắc chắn có thể khiến hắn phát huy ra lực lượng cường đại hơn hơn nữa thạch phong có thể cảm giác được tố chất thân thể trước mắt vẫn chưa phải là cực hạn sau khi đại não đột phá lĩnh vực nào đó nội tiết của đại não cũng đề thăng trên diện rộng không ngừng lặng lẽ thay đổi và đề thăng tố chất thân thể Chẳng lẽ huấn luyện trong tứ thần chi tháp khiến ta đột phá trở thành tông sư rồi? Thạch Phong nhìn thấy tình trạng hiện tại, càng nghĩ càng cảm thấy là có khả năng. Bằng không không thể giải thích được tất cả những gì phát sinh trước mắt. Nhất là thể chất và tốc độ phản ứng giống như siêu nhân trước mắt, đây đã không phải những cao thủ ám kình đỉnh phong đó có thể sánh bằng, nếu lúc này Vương Tông quyền xuất hiện trước mặt hắn, hắn căn bản không cần bất kỳ kỹ xảo gì, chỉ cần một quyền dí vào mặt là đủ rồi. Nghĩ đến đây, Thạch Phong không khỏi muốn lập tức chạy tới phòng huấn luyện, kiểm tra thử tình trạng thân thể hiện tại. Dẫu sao thông qua khảo nghiệm của tứ thần chi tháp, khiến đột phá xiền xích 100% kỹ năng mới có hiệu quả như vậy, có quá nhiều thứ đáng để nghiên cứu, nếu đột phá xiền xích 100% có trợ giúp như vậy, trên tay hắn còn có hai khối truyền tống thạch nữa, cũng chính là bốn danh ngạch. Hoàn toàn có thể để cao thủ có tiềm lực trong công hội đi thử một lần. Tuy quán huấn luyện thiên đấu trước mắt có lôi báo đại sư tỏa trấn, thực lực của đám người hỏa vũ cũng cực kỳ không tầm thường, nhưng lục tinh la không phải dễ chọc, lúc trước sự xuất hiện của vương tông quyền chỉ là một lần thăm dò của lục tinh la mà thôi, âm thầm động thủ, rất nhiều thủ đoạn là khó lòng phòng bị. Đại sư kinh nghiệm phong phú như lôi báo còn đỡ, chứ đám người hỏa vũ thì kém xa. Hơn nữa linh dực cũng cần người một mực ở bên trong trong chừng, nhân thủ và thực lực rõ ràng là không đủ. Nếu có thể xuất hiện một vị tông sư hóa kình tọa trấn như vậy tổng bộ linh dực và quán huấn luyện thiên đấu chính là được an toàn. Cảm tri của tông sư hóa kình đã không phải người thường có thể sánh bằng, dưới đại não hoặc tính hóa đã có giác quan thứ bảy vượt qua cả giác quan thứ sáu là trực giác giả tính, năng lực sinh tồn và cảm giác đối với nguy hiểm không phải là người thường có thể sánh bằng, cho dù lục tinh la muốn âm thầm động thủ. Ở trước mặt tông sư hóa kình cũng vô cùng khó. Nghĩ đến đây, Thạch Phong liên hệ với Lương Tĩnh, vừa báo cáo tình huống gần đây của linh dực vừa triệu tập cao tầng công hội tới chuẩn bị nói chuyện tứ thần chi tháp với mọi người dẫu sao danh ngạch cũng chỉ có bốn linh dực trong đoạn thời gian hắn tiến vào tứ thần chi tháp phát triển rất tốt bạch khinh tuyết có tọa kỵ phi hành có thể dẫn theo mọi người đi thăng cấp cấp tốt thì không nói còn tiêu diệt không ít bót giả ngoại hiếm có đạt được không ít tài nguyên và vũ khí trang bị hơn nữa có đám người hỏa vũ dựa vào ưu thế thiên nhiên của thạch lâm thành Linh dực trước mắt trên khai hoang vô để thâm nguyên đã vượt qua thế lực siêu cấp khác. Có điều bởi vì trận đánh ở phong bạo vương xà, tinh hoàng phóng ra tin tức, thạch phong cướp đi một kiện tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết, khiến toàn bộ tử vong chi hải chấn động. Trước mắt các thế lực lớn ở tử vong chi hải đã bắt đầu nhằm vào linh dực, trong nhất thời khiến linh dực căn bản không thể phát triển ở trên biển. Càng đừng nói là đi tranh đoạt tài nguyên trên biển. Trừ nhằm vào linh dực ra, rất nhiều cao thủ đều đang tìm kiếm tung tích của Thạch Phong, nhất là cao thủ của thế lực hắc ám. Sự khao khát của những người này đối với tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết quả thực là điên cuồng, thậm chí phái ra không ít cao thủ lẻn vào linh vực muốn tìm hiểu tung tích của Thạch Phong. Hội trưởng Tuy chúng ta có được không ít tài liệu chủ của dược tề cấp đại sư và tài liệu kháng tính cao cấp để chế tác vũ khí trang bị cấp tinh kim trở lên trong vô để thâm uyên, có điều gần đây tài nguyên trên biển cơ hồ là đoạn tuyệt, trên tốc độ tích trữ tài liệu cấp đại sư là chậm lại rất nhiều. Hắc tử nói, lục tinh la này làm việc đúng là tuyệt tình. Thạch Phong cười khổ. Hắn không có được bất kỳ một kiện tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết nào từ trên người phong bạo vương xà cả, nhưng cho dù hiện tại hắn nói ra, sợ rằng cũng sẽ không có ai tin, dẫu sao đó chính là phong bạo vương xà, tuyệt đối là bóp cường đại nhất trong thần vực. Ngay cả bóc thế giới hàng băng quân chủ mà linh Dực bọn họ đối phó cũng vẫn kém hơn một chút. Mà tài liệu chủ của dược tề cấp đại sư và các loại tài liệu kháng tính cao chính là cơ sở để tiến quân bản đồ cấp 100, dẫu sao cấp 100 là một cánh cửa lớn, không chỉ là quái vật, ngay cả hoàn cảnh cũng hoàn toàn khác, nhất là sự ăn mòn của các loại dị năng lượng, cái này đều cần dược tề cấp đại sư và tài liệu kháng tính cao cấp. Bằng không người chơi căn bản không thể sống trong những bản đồ đó nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha